Xin chào đón quý vị cùng đến với chương trình Quán Thể Thao Và tất nhiên chúng ta sẽ có những câu chuyện liên quan đến Giờ Anh Anh Nhưng trước đó chúng ta sẽ nói đến vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam Nơi mà đã có một cái tên mới, đó là hội viên người Hàn Quốc Kim Sang Sik Anh Huy như vậy là chúng ta đã đón chào tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam à, Chỉ khoảng hơn một tháng sau khi huấn luyện viên Tu rời rời vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam Thì chúng ta đã có một người thay thế Uh, mục tiêu gần nhất mà huỷ huấn luyện trưởng của đội tuyển Việt Nam phải đương đầu đó là hai trận đấu còn lại tại vòng loại World Cup 2026, trận đấu với đội tuyển Iraq và đội tuyển Philippines. Uh, anh có nghĩ rằng đây là một cái quyết định có phần gọi là nhanh quá của Liên đoàn bóng đá Việt Nam không khi mà chúng ta chưa thật sự là là cần phải gọi là uh, chọn một cái mục tiêu nó 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 gấp gáp đến như vậy? mới gọi là, là 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 cái thất bại cái thì ngập tức là ừ. phải bù ngay lại một một cái vị trí và một cái phương án chọn thì rất nhiều người cho rằng đó là một cái phương án nó mang tính cầu toàn à, vì đó là một người Hàn Quốc à, một cái vị trí mà không phải chỉ là huấn luyện viên Park Hang-seo đã đem đến cho chúng ta những cái kết quả tốt đẹp mà ở khu Đông Nam Á bây giờ thì uh, những gì mà huấn luyện viên Shin Tai làm được cũng làm khiến cho mọi người tin rằng là uh, đó là một cái địa chỉ rất là tin cậy. Ban đầu thì nhiều người có suy nghĩ rằng là chúng ta trong cái tháng 6 hai trận đấu phải nói là thủ tục thôi. Ờ, thì có thể là ai đó tạm quyền cũng được sau đó tìm kiếm dần dần. Nhưng mà tôi cho rằng là cái kênh của Hàn Quốc chúng ta đã mở được rồi và cái công ty mà đại diện cho ông Kim Sang Sik là cùng công ty với ông Park Hang Seo. Ông Park chắc chắn cũng có tư vấn cho liên đoàn về những cái gì ông biết về Kim Sang Sik và chúng ta nhìn bản lý lịch như vậy thì tôi nghĩ rằng là cũng có tính khả thi. Đặc biệt cái trường phái đá của ông ấy thì cũng theo cái phong cách là chứ hết không để thua giống như ông Park. Đấy tức là chúng ta đã từng có những cái bay lượn rồi là mơ mộng Nghĩ rằng là mình có thể thế này thế kia Nhưng mà thật sự bây giờ nhìn lại Bóng đá Việt Nam vẫn cần những ông thầy mà biết cách gọi là uyển chuyển trong lối chơi Chứ còn nói thật là Việt Nam bây giờ đá bóng dài thì thể lực yếu Và và chúng ta không thể có tốc độ đá bóng dài được Thế còn chơi theo kiểu kiểm soát bóng kỹ thuật thì Thực ra kiểm soát bóng kỹ thuật cũng cần phải có thể lực tốt mà chúng ta cũng chưa đạt đến cái ngưỡng mà có thể dẻo dai mà kiểm soát bóng ban luật nhiều như vậy được thế thì vẫn là một cách đá uyển chuyển nó nó thiết thực hơn nhất thì trong bối cảnh như vậy tôi cho rằng là tìm một huấn luyện viên mà chúng ta biết về quá khứ như vậy là hợp lý ờ, với nhiều người thì cũng có thể nghĩ là là hơi vội rồi là chúng ta có thể có nhiều cái lý lịch nhưng mà chúng ta cũng nhìn nhận thế này ông Kim Sang sik là một người mà cũng đã có một cái ấn tượng tôi cho rằng tương đối tốt trong giai đoạn mà ông đấy làm huấn luyện viên ở Hàn Quốc thế thì nếu mà không nhanh ấy có thể đội khác người ta ký mất đấy thì đấy cũng là một cái yếu tố trong cái việc mà nhiều khi kể cả bóng đá quốc tế cũng thế mọi người nghĩ rằng là đội này đội kia có quyền cân nhắc nhiều hơn nhưng mà có khi là người ta chốt ai một cái là người ta cảm thấy khả thi là có thể phải ký ngay chứ còn không là huấn luyện viên mà trình độ tốt ở bên ngoài là cũng có nhiều cái nơi người ta muốn mời đặc biệt đông nam á hiện nay thì đang rất là mốt huấn luyện viên hàn quốc ừ, tôi thấy có một cái chi tiết này nó có lẽ là là, là thích hợp à, bên cạnh cái việc mà mức lương của huấn luyện viên kim jong sik là nó ở tầm rất là vừa phải nằm trong cái tầm gọi là chi phí nó hợp lý của Liên đoàn bóng Việt Nam thì nó có một cái việc là ông ấy chưa bao giờ dẫn dắt một đội tuyển quốc gia ông ấy lại đang ở trong giai đoạn mà chưa có việc và ông ấy bày tỏ một cái quan điểm một cái khát vọng để khẳng định mình khi là đi xuống phía Nam để dẫn dắt một đội tuyển như Việt Nam. Uh, tất nhiên chúng ta cũng không uh, lấy đó làm một cái một một một, một cái một, một cái một, một cái gọi là một cái hình ảnh để để gọi là là, là là biến mình trở thành một cái gọi là thứ chuột bạch cho cái tham vọng của ông ấy nhưng mà rõ ràng là uh, một huấn luyện viên uh, trẻ cũng tương đối trẻ ông ấy sinh năm bảy sáu uh, ông ấy đã từng uh, khi cầu thủ là năm lần vô địch uh, k league khi là huấn luyện viên trưởng uh, của một câu lạc bộ một câu lạc bộ nổi tiếng uh, ch chun Búc thì ông ấy cũng đã vô địch uh, K League năm 2021 uh, thì cái uh, gọi là thành tựu nó cũng là tương đối ổn uh, và ông ấy dấn thân vào một cái thách thức không hề nhỏ một chút nào cả khi mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã trải qua những năm tháng vừa rồi thành tựu uh, với huấn luyện viên Park Hang-seo có những cái ngổn ngang còn lại dưới thời của huấn luyện viên có thì ông ấy quyết tâm để khẳng định thêm cái 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 vị trí của mình tôi cho rằng đây là một cái chi tiết rất là quan trọng và những cái yếu tố mà chúng ta đang đặt ra mà, 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 mà truyền thông đã nói trong những cái giai đoạn vừa rồi tôi nghĩ rằng nó cũng đều có những cái lý do cả ví dụ như là uh, cái yếu tố là người Hàn Quốc thì hiểu cái văn hóa uh, Đông Nam Á hơn gần gũi với văn hóa Đông Á hơn thì nó cũng là một cái một cái cơ sở uh, nhưng uh, còn thêm một chi tiết nữa mà tôi nhìn thấy rằng là trong cái phát biểu của ông Kim Jong xích ở cái buổi uh, lễ nhậm chức ấy thì ông ấy khẳng định một cái quyết tâm để tạo ra một cái sự gắn kết và trên cái nền tảng của một sự đoàn kết đó thì chúng ta sẽ phân đấu đến một cái thứ bóng đá chiến thắng và đá như thế nào thì đúng là như anh nói quả thật vào lúc này để mà khẳng định rằng cái lối chơi của bóng đá Việt Nam là như thế nào cho nó phù hợp ấy, là không hề đơn giản một tí nào cả đá gọi là kiểm soát bóng đương nhiên nó tốn rất nhiều sức bởi vì chúng ta cần phải di chuyển nhiều chúng ta cần phải xoay sở nhiều và xét cho cùng ấy là chúng ta phải xây dựng lại từ cơ bản từ lứa trẻ chứ cũng gọi là cứ nhớ nhàng để mà mà bảo rằng là quay sang đá kiểm soát bóng ấy là không không ăn thua bởi vì là cái yếu tố cơ bản của chúng ta nó 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 gọi là mỏng hơn so với rất là nhiều cái nền bóng đá trên thế giới đá dài thì đương nhiên là 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 nó khó vì đó là cái độ sai số nó lớn Đấy thì chúng ta cần phải uyển chuyển và ông ấy là đá với một cái triết lý là chắc đã rồi phát triển lên gần gần như là huấn luyện viên park hang seo thì tôi nghĩ rằng là đó có thể là một cái giai đoạn trong giai đoạn ngắn hạn là hoàn toàn có thể hợp lý rồi sau đó là chúng ta có thể hy vọng rằng là ông ấy sẽ biến chuyển cái này là hy vọng chứ chúng ta cũng không thể khẳng định được điều gì cả à, cái ý mà tôi nhìn thấy nó có một cái sự khác so với phần lớn những gì mà chúng ta đang có kể cả ở cấp độ đội tuyển cũng như ở nhiều đội câu lạc bộ là gì là ông ấy ưa sử dụng một hàng phòng ngự có bốn người đấy. các trung vệ của chúng ta trong cái giai đoạn vừa rồi là đá là ba trung vệ tương đối nhiều nhất là trên đội tuyển đấy. thì anh nghĩ rằng đấy là một cái điểm mà chúng ta cần phải cần phải thích nghi không mất thời gian để thích nghi không và nó sẽ do chỉ khiến cho chúng ta là cái hệ thống của chúng ta ở các cái cấp độ khác nhau nó 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 làm cho nhau bị gọi là ảnh hưởng không thực sự là thuận lợi À, trước đây thực ra thời ông Park chúng ta đá ba trung vệ trong bối cảnh mà V-League lúc bấy giờ là hầu hết đá bốn hậu vệ tức là hai trung vệ à, thế thì tôi nhìn nhận là đến mùa giải mùa giải năm ngoái ở V-League cái số đội đá ba trung vệ khá nhiều nhưng sang đến mùa này là ít dần đi đấy tức là các huấn luyện viên làm sao đấy người ta xoay sở cái sơ đồ nó chỉ là một con số thôi thế còn thực tế con người thế nào phù hợp ra sao thì mình phải chơi theo cái cách mà mình tối ưu hóa năng lực con người của mình thành ra tôi cho rằng là cầu thủ việt nam đã trong cái bối cảnh mà v league không đá ba trung vệ nhưng vẫn quen được với ba trung vệ thế còn hiện nay thì lại chuyển sang bốn trung vệ thì tôi cho rằng có thể còn thuận lợi hơn và và cái số trung vệ mà cái số hậu vệ vệ biên và cả trung vệ có mặt trong đội tuyển ấy có thể thêm những cái lựa chọn cơ bởi vì v league hiện nay đá là là hầu hết các đội là theo cái sơ đồ này thành ra tôi nghĩ là là, là sơ đồ đá ba trung vệ nó có những đặc thù của nó đòi hỏi là trung vệ phải đối tay đôi tốt và phải bị kiểm soát bóng nhưng mà với bốn hậu vệ thì có thể nó lại có nhiều cách để mà lựa chọn hơn thế nên tôi tôi cho rằng điều này không có vấn đề gì cả à, thực ra thì tôi nghĩ rằng là các em ở thế hệ hiện nay ấy, đều có một cái sự thích nghi tương đối tốt với những cái mô hình tương đối khác nhau à, về sắp xếp cái cái gọi là con người ở hàng phòng ngự ba à, hay hai thì chúng ta thấy rằng là các em đều có những cái điều kiện để à. mà phát triển ví dụ như là Ờ, ở uh, thép xe nam định đội đang dẫn đầu vô địch quốc gia của chúng ta đúng không thì đã có rất nhiều lúc là họ đá ba trung vệ à. và sau đó khi cần thì họ quay lại là đá hai trung vệ vẫn đá được và và, và và mô hình đó vẫn có thể xoay trở về ba trung vệ ở những cái thời điểm cụ thể à, và tôi cho rằng đây là cái điều mà để mà gọi là uh, trơn tru để mà rất hay ấy. thì nó là câu chuyện của cả hệ thống chứ không phải chỉ riêng của cái cái vai trò hay là cách cái chọn chỗ đứng của các cầu thủ phòng ngự vậy nên uh, đây là vấn đề nhưng nó chưa hẳn đã là một câu chuyện nó 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 lớn ờ, với một cái góc quan sát khác thì chúng ta thấy rằng là huấn luyện viên Kim là người uh, mà cái quãng thời gian làm việc uh, với vai trò huấn luyện trưởng vừa qua ấy, cho dù có thành công nhưng nó lại là phải chưa phải là một cái một cái quãng thời gian quá dài mới có khoảng ba bốn năm đây thôi ờ, và nói gì nói chứ cái trải nghiệm của công tác huấn luyện ấy, nó vẫn có một cái gì đó là khác khác rất nhiều nữa là khác so với những gì mà chúng ta thấy ở vai trò của uh, một cầu thủ uh, anh có cảm nhận rằng đây chính là một cái lý do khiến cho ông kim sẽ cần phải có nhiều hơn sự hỗ trợ từ rất nhiều hướng từ liên đoàn từ hội đồng huấn luyện viên từ các trợ lý và thậm chí là cần phải có một cái sự liên kết với các câu lạc bộ để tạo ra một cái tiếng nói chung trong việc chuẩn bị lực lượng, chuẩn bị cái sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam ở gọi là nhiều tuyến chứ không thì chúng ta quả thật là sẽ sẽ không hề đơn giản để chỉ là đưa những cầu thủ lên cho ông ấy để rồi sau đó chúng ta hy vọng một cái kết quả, kết quả tốt theo tôi biết thì ông Kim khi ký hợp đồng là cũng đã uh, trao đổi với cả liên đoàn là phải có một cái đội ngũ ekip rất là hùng hậu giống như Park nói chung là Hàn Quốc ekip người ta luôn luôn rất là nhiều và cái sự chuyên biệt trong từng vị trí nó rất là rõ nghe đâu là có đến 13 người trợ lý của ông ấy thế thì tôi cho rằng là một cái lực lượng đông đảo như vậy cả đồng hương của ông và người Việt Nam thì nó là điều cần thiết và thông qua hội đồng liên minh quốc gia tôi cũng biết là um, hai bên đã có trao đổi trước ông Kim Sang Sích và hội đồng liên minh quốc gia đã trao đổi trước về những cái gì mà hai bên có thể trao đổi và giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình làm việc đấy tức là rút kinh nghiệm từ ông Trudeau là thực ra có những cái mà phản biện nhưng mà ông ấy bỏ ngoài tai thì liên đoàn cũng đã phải có cái thống nhất với huấn luyện viên mới rằng là chúng tôi sẽ hỗ trợ ông và ông đến đây ông chưa bao giờ làm đội tuyển cả đến việt nam là một cái nơi mới mẻ lần đầu ra nước ngoài thì chúng tôi và ông thường xuyên trao đổi tôi nghĩ như vậy là cầu thị thế còn thực ra ông ấy đúng là chưa làm đội tuyển thật nhưng mà nói thật ra bóng hàn quốc trình độ rất là cao một đội bóng hàng đầu hàn quốc như john book mà ông đã làm vô địch quốc gia và đoạt cả cúp rồi thì tôi nghĩ rằng là bước đầu cái cái, cái sự khởi đầu như vậy là một huấn luyện viên giỏi tức là có có cái, cái cái khả năng để còn vươn tầm nữa chứ làm bóng đá hàn quốc mà nếu mà không có uy tín mà không làm tốt thì đương nhiên một đội bóng như vậy với nhiều ngôi sao cả các ngoại binh và tuyển thủ quốc gia thì chắc chắn là không không thể thành công được đã thành công rồi thì tôi nghĩ rằng là 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 cái cái tức là nói chung là là những cái hay ho của ông vẫn còn phía trước đấy và nếu mà mình đón đầu được cái này thì rất là tốt ông ấy cũng còn trẻ nữa ông park thì trước đây quan điểm của ông đá là không để thua nhưng mà khi cần mở mang ra thì nó cũng khó vì nhiều tuổi rồi thì tôi hy vọng ông kim là cũng là một cơ trên cơ sở đá bóng an toàn nhưng mà khi cần có những cái mở mang ra thì ở cái tuổi này ông ấy bắt nhịp được và người việt nam hỗ trợ rất là tốt à, với hội viên kim sang xích thì chúng ta sẽ có ngay lập tức trong tháng 6 hai trận đấu của đội tuyển quốc gia à, những trận đấu còn lại của vòng loại world cup 2026 hy vọng về mặt lý thuyết của chúng ta là vẫn còn nhưng thực tế đó là một điều khó. À, và tất nhiên là chúng ta cũng không coi đó là những trận đấu mang tính thủ tục bởi vì đấy chính là những cái đấu trường để chúng ta là lựa chọn lại, xây dựng lại cái nền tảng của chúng ta, sắp xếp lại đội ngũ, à, huấn luyện viên trưởng có một cái không gian đủ gọi là chính thức để mà làm quen à, và đương đầu với những cái thực tế của mình và nếu như chúng ta tạo dựng được một cái nền tảng về mặt tâm lý tốt nhờ những kết quả hợp lý thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin tạm gọi đó là những trận đấu để chúng ta gọi là có cái bàn ra mắt cho huấn luyện viên trưởng không có quá nhiều áp lực nhưng chúng ta cũng không coi đó là những cái gọi là trận đấu thủ tục để rồi hướng tới một cái mục tiêu rất là cụ thể vào cuối năm nó trở lại với cái mặt bằng của bóng đá khu vực đông nam á đó là iff cup một cái giải đấu mà chúng ta đã từng vô địch Kể cả dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo. Nhưng nếu nói rằng chúng ta đã làm chủ hoàn toàn, chúng ta hơn hẳn các đối thủ, đặc biệt là trong tình hình hiện tại thì chắc chắn là không đúng rồi. À, bây giờ là lúc mà chúng ta không hề đơn giản khi gặp Thái Lan và bây giờ có thêm cả Indonesia nữa. À, anh nghĩ rằng cái mục tiêu lọt vào chung kết và hướng tới chức vô địch nó có nằm trong tầm của đội tuyển Việt Nam dưới thời của huấn luyện viên Kim Sang Sik không? Tôi nghĩ là vẫn cứ nên đặt mục tiêu vào chung kết bởi vì giải đấu gần nhất chúng ta đã vào chung kết rồi. Uh, thế thì uh, mình vẫn cứ đặt ra một mục tiêu giống như mình đã làm được ở giải gần nhất uh, dẫu biết rằng là Thái Lan hiện nay thì vẫn mạnh Indonesia thì càng ngày càng mạnh hơn và thách thức chính Thái Lan ngay lúc này luôn họ họ phải nói là cái lực lượng nhập tịch của họ đã mang lại cho họ một sự biến đổi để mà họ có thể đá tốt ở cả tầm châu lục nữa uh, thì dù thế nào thì vẫn cứ đặt mục tiêu vào chung kết chúng ta luôn luôn cả những cái đích mà tôi cho so rằng có thể là cũng không không ngoài tầm đâu thì hãy cứ đặt ra những thách thức cho cái ông mới này rằng là, đấy những gì mà tôi đặt ra trông nó nó bằng với thành tích mà kỳ trước tôi đã làm được thì như vậy người ta bắt nhịp như vậy nó cũng thoải mái vâng chúng ta sẽ hy vọng rằng là cái triều đại tiếp theo ở đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Kim Sang Sik một người Hàn Quốc cũng sẽ có được cái sự tiến bước nó chắc chắn nó nhiều hy vọng như những gì mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã từng có cùng bóng Việt Nam à, chúng ta sẽ hướng tới những mục tiêu xa hơn à, gọi là lớn hơn nhưng trước hết là chúng ta phải trở về với những thứ căn bản nhất của chúng ta ở khu vực Đông Nam Á. À, đó là những gì mà tôi, với Quang Huy muốn uh, chia sẻ về câu chuyện với Tân Huấn Viên trưởng của đội tuyển Việt Nam, ông Kim Sam Sík. À, còn à, như chúng ta đã biết thì vào giữa tuần vừa rồi thì hai gương mặt của cuối cùng sẽ được à, chơi trong trận chung kết của UEFA Champions League Cúp C1 châu Âu đã được à, xác định. Đó là Borussia Dortmund và Real Madrid. À, họ thực sự là rất xứng đáng với à, cái à, thành tích này à, khi à, có được một trận chung kết nó không phải là một trận chung kết toàn đức đương nhiên là như vậy khi Bayern Munich cũng rất hay nhưng không thể thắng được Real Madrid nhưng anh Huy này tôi thì tôi cảm nhận được rằng là mỗi đội một vẻ nhưng họ quá xứng đáng để góp mặt trong trận đấu cuối cùng này vì Borussia Dortmund thì chơi gọi là gọi là kiên cường wow. và cộng với may mắn để mà có được một chiến thắng trước một Paris Saint-Germain mà chơi có tôi nghĩ rằng là cũng là tuyệt hay nhưng không thể thắng được họ không ghi được bàn nào sau cả hai trận thì xứng đáng thua thôi đúng không còn với real madrid thì cái cách mà họ vùng lên như thế thì chẳng có một cái hàng phòng thủ nào có thể chịu nổi với một cái khát khao với một cái quyết tâm cuối cùng là cái sự lọc lõi của họ đến như vậy thì tôi nghĩ rằng là đến phải chịu họ thôi hai lượt trận đi và về cộng lại thì về lý thuyết những cái đội mà đi tiếp và vào chung kết là xứng đáng hơn với kiểu đá một trận đúng không tức là có thể có gì đấy ấm ức của một trận thì đây là hai trận cơ mà Nhìn lại Borussia Dortmund mùa này thì rõ ràng dấu ấn của huấn luyện viên rất là rõ. Họ như một con tắc cái hoa ấy. Cái lối đá của họ không hoàn toàn là tấn công như trước đây mà nếu cần có thể phòng ngự phản công một cách rất là sắc bén. Cả hai trận đấu với cả PSG họ đều cầm bóng ít hơn. PSG sút rất là nhiều nhưng mà hai trận thì quá đen đi. 6 quả xà và cột, 6 quả vào cầu môn trong cả hai trận đấu đi và về. Lượt đi là hai quả, lượt về là bốn quả vào cầu môn như vậy. Trong đó Dortmund tấn công ít nhưng mà rất điểm trung đích được và mỗi trận khi được một bàn thắng tôi nghĩ rằng là cái cái tài thao lược của tây là quyết định nhiều chứ đàn lên bàn cân thì Dortmund cầu thủ vẫn thua so với cả psg với trận lượt về của Munich trên sân Real thì thực ra là mọi người cũng đã có thời điểm nhìn thấy cái cửa mở ra rộng với cả Munich rồi nhưng mà đấy ai mà biết được một Manuel Neuer dày dạn kinh nghiệm là người hùng trước đó có năm pha cứu thua nhưng cuối cùng đến cái quả đó lại mắc một cái sai lầm rất là nghiêm trọng thế thì real nhân cơ hội đấy để mà họ lội ngược dòng và đi tiếp nhưng mà real là như vậy đấy còn ngó hộp của champ league tức là luôn biết cách tận dụng sơ hở của đối phương những sai lầm có thể là không lớn nhưng mà cứ đúng lúc đấy thì con ngó hộp lại thức tỉnh đấy là cái, cái gen của họ khi đá ở đấu trường này thành ra là ở góc nhìn nào đó về mặt tinh thần thì tôi nghĩ là họ cũng rất là xứng đáng để mà vào chung kết uh, thêm một lần nữa cũng có những cái tiếc nuối dành cho Munich uh, thế thì sau trận đấu nhiều người trách Neuer nhưng mà Muriela có nói thế này uh, mọi người có thể trách nhưng mà không có Neuer thì chúng tôi không vào được đến vòng bán kết này đấy thế thì điều này cũng phản ánh phần nào là là đấy Munich cũng đã cố gắng đến tận cùng nhưng mà Real cộng lại vẫn là đội xứng đáng tiếp theo uh, chúng ta sẽ có câu chuyện liên quan đến giải Ngoại hạng và cuối tuần này là vòng 37 vòng áp uh. chót của Premier League rồi và có một trận đấu có ảnh hưởng lớn đến chức uh, vô địch của giải ngoại hạng đó là trận đấu trên sân Old Trafford Manchester United gặp Arsenal ở đầu mùa thì Arsenal thắng Man United uh, trên sân Emirates nhưng trên sân Old Trafford lần gần đây nhất hai đội gặp nhau thì MU là đội uh, giành thắng lợi uh, nhìn vào phong độ của hai đội trong quãng thời gian gần đây thì chúng ta hiểu được rằng là Arsenal đang có một cái điều kiện thuận lợi như thế nào và khát vọng của họ vào lúc này là rất lớn Um, cho dù ấy có thắng trong cả hai lượt trận còn lại, trong đó có trận gặp MU trên sân Old Trafford, thì Arsenal vẫn không thể tự quyết được cái danh hiệu vô địch vì nó còn phụ thuộc vào thành tích thi đấu của Man City. Nhưng đấy là một vấn đề mà Arsenal buộc lòng phải làm, đó là điều kiện tiên quyết để có thể còn duy trì được cuộc đua. Trong cái đó thì với MU và lúc này thì đương nhiên họ còn một cái mục tiêu là phấn đấu giành vé dự Europa League, Champions League thì hết rồi chắc chắn là như vậy đúng không ạ không thể đuổi được Aston Villa và Tottenham Hotspur đúng không ạ thế thì Europa League khả năng ở cái 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 con đường qua cái ngã gọi là giải ngoại anh có vẻ cũng hơi khó và họ gần như chỉ còn một cái một cái cửa là là giành chức vô địch ở cúp 3 thôi mà có đối thủ thì lại là Man City nhìn chung là nó 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 hơi khó cho một cái tương lai ở cúp châu Âu của Man United nhưng như thế không có nghĩa là họ sẽ buông bỏ trong từng trận đấu một nhất là những trận đấu với những đối thủ mà có thể có nói là nhiều duyên nợ như Arsenal anh nghĩ rằng là trận đấu tới đây trên sân Old Trafford gặp Arsenal MU sẽ có được điều gì với tôi thì lúc này Man United rất là bất lợi trong cuộc đua giữa Europa League Champions League thì hỏng lâu rồi Europa League tôi nghĩ rằng cũng khó chỉ chỉ có về lý thuyết thôi thực tế là không bởi vì chúng ta nhìn cái nhóm mà đua giữa Europa League nhé với Champions League thì Man City, Arsenal, Liverpool và Sevilla Europa League đua tranh đang là tottenham chelsea và newcastle thực ra những câu lạc bộ này xứng đáng với mu nhiều uh, tottenham thì họ vẫn có cái phong cách của họ uh, bất thường thôi bởi vì đá như vậy là quá sức cái kiểu đá vậy là dễ bị bị hao sức uh, chelsea thì cái số trận gây cảm xúc vẫn rất nhiều và gặp đội mạnh vẫn gai góc newcastle mùa này bất ngờ mất tonali tay bay vạ gió như vậy và cả những chấn thương nữa nhưng mà về sinh khí thì vẫn thuyết phục mu thì tôi cho rằng mu đúng là còn mỗi cái cửa bám vào fa cup chung kết thôi khó đấy khó đấy nhưng mà thôi thì cứ hãy cứ, cứ xác định là có một trận thì có thể là một trận derby Manchester ờ, hy vọng hy vọng là họ bị đẩy vào cái cửa từ cuối cùng đấy thì họ sẽ có một trận đấu tốt chứ còn thực lòng là tôi không có tức là các trận đấu cuối của MU gặp Arsenal gặp Newcastle đúng ra hai trận đấu đấy đều đều rất là hay đấy nhưng mà tôi tôi cảm giác là nó có một cái gì đấy nó đang rất là trợ chiều ở giải ngoại ngay Anh với MU và họ sẽ có thể tiếp tục bạc nhược trước Arsenal và Newcastle đấy quả thật là cái mùa giải này nó đang diễn ra ở cái đoạn cuối nó có quá nhiều những cái những con số những cái kỷ lục mà cực buồn với MU. Ừ. Vì uh, trong um, mấy chục năm qua khi chúng ta theo dõi uh, Premier League thì chưa lúc nào mà MU lại rơi vào cái tình cảnh như thế. Họ đứng thứ 8 sau vòng đấu thứ 36 là lần đầu tiên uh, trong cái uh, kỷ nguyên Premier League và cũng là trong từng đấy năm thì cũng lần đầu tiên họ thua đến 13 trận uh, ở giải Ngoại hạng Anh. Ừ. Uh, thua đến uh, 81 bàn và uh, tất cả những cái yếu tố này thì chả nhẽ lại không còn ai chịu trách nhiệm ngoài Erik ten Hag tôi nghĩ rằng là ông ấy là người phải chịu trách nhiệm chính nhưng liệu còn có ai nữa không lâu nay thì thượng tầng câu lạc bộ vẫn có vấn đề chúng ta biết là cái những cái cánh tay nối dài ten Hag đối với cầu thủ trợ lý lại yếu thế còn cái cấp quản lý mà dưới công chủ mỹ là cũng rất là yếu kém thì hiện nay họ đang cố gắng tái thiết lại cái thượng tầng thế nhưng mà ten Hag thì cũng phải chịu trách nhiệm tôi cho rằng là đá cái kiểu như vậy là 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 chúng ta không không thể có gì bao biện hoặc là gọi là tiếc nuối cho ông ấy nếu mà ông bị sa thải ờ, cách đây một hai tuần thì tôi vẫn có suy nghĩ rằng là đấy mọi chuyện đang tệ như thế nhưng mà giữ tên hát lại thì vẫn là cái ý cái ý hay tức là tức là là nên như thế bởi vì là ở lúc này ai sẽ thay đây đẩy trợ lý nào lên hoặc là đưa cái ông mà định lựa chọn rồi đến thì cũng khổ người ta bởi vì cái trạng cuối như vậy là làm khó thôi thì để hết mùa này rồi người mới đến nhưng mà đến cái trận thua vừa rồi bạc nhược trước khi so thì tôi lại có suy nghĩ khác tức là giá như mạnh dạn là đẩy một trợ lý nào lên ví dụ steve McLaren chẳng hạn vẫn còn tốt hơn chứ còn cái trận palace vừa rồi là quá tệ tức là một cái thứ nó trợ nó chiều và casimiro người hùng của mùa giải trước thì bỗng nhiên lại thành tội đồ và chính là cái hình ảnh thê thảm sa sút của mu trong mùa giải này tôi thấy là là cầu thủ có phải bất phục Ten Hag lắm rồi và Ten Hag là bất lực lắm rồi đấy thế thì uh, kể cả là ngay lúc này mà mà thay tướng ấy thì tôi cho rằng có thể là vẫn có lý chứ không là tiếp tục lại có các trận đấu rất là bạc nhược và có thể nó còn xói mòn cái niềm tin nó ảnh hưởng đến cái là trong mùa sau nữa cơ. Ừ, sau cái trận thua với Palace uh, thì huấn luyện viên Ten Hag vẫn nói cứng rằng là ông ấy là vẫn là người phù hợp nhất nhưng tôi nghĩ rằng là cái phù hợp đấy là phù hợp mang tính uh, hiện tại có nghĩa là cố gắng đi nốt giai đoạn à, cuối của mùa bóng với một hai trận còn lại trong đó có cả trận à, chung kết f FA. À, chứ còn về tương lai dài thì quả thật là rất khó. Và Tôi nghĩ là MU vào lúc này đã có phương án rồi. Trong đó có rất nhiều tin đồn cho rằng là Thomas Tuchel ừ. à, người cũng vừa mới bị loại ở UEFA Champions League cùng với Bayern ấy, à, sẽ, sẽ sẽ kết thúc ở Bayern Munich rồi đúng không? Và ông ấy sẽ đến với Sanford. À, với trường hợp của Eric Ten Hag thì à, có lẽ vào lúc này cái người mà tiếc cho cái sự nghiệp của ông ấy có lẽ là không nhiều. Nếu như không muốn nói là không có ai. Đúng rồi. Bởi vì thực sự mà nói là cái thành tích nó nó tệ quá. À, điều kiện dành cho ông ấy cũng không ít đâu. Ông ấy mua bán nhiều đấy, đấy. đúng không? Nhưng mà cái những cái, cái cái con người mà ông ấy sử dụng được à, thực sự là khó. À, sẽ chắc chắn là sẽ có rất nhiều người ra đi. Và cũng là những tin đồn thôi. Nhưng mà nó cũng có lý của nó đấy. Là gì? Là gần như MU chỉ giữ lại ba uh, cầu thủ. À, đó là Hoi Lun, đó là Mai Nu Uh, và Kanacho. Còn gần như tất cả những người còn lại đều nằm trong cái phương án có thể ra đi. Anh có nghĩ rằng đây là một cái một cái tin đồn nó nó có cơ sở không? Tôi cho rằng giữ lại bà thì ít quá, vẫn có một số người có thể giữ được chứ. Onana nói vậy thôi chứ càng về cuối mùa bắt càng tốt. Và nếu mà đội bóng có một cái đường hướng ổn định hơn thì anh sẽ chơi tốt. Onana là cầu thủ có thể giữ lại được. Rồi là ngay cả những người mà đã từng muốn đi nhưng mà khi ở lại thì họ vẫn luôn cố gắng chiến đấu, kiểu như Matumbi cũng là một cầu thủ mà có thể giữ lại được ờ, cũng là một người trưởng thành từ từ uh, Carrington lò trẻ của MU Dalot mùa này đã ổn định đấy kể cả Bruno ờ, Bruno thì càng về cuối giải là càng có biểu hiện bất phục với cả Ten Hag nhưng mà vẫn là người có đẳng cấp và anh ấy có nhiều công hiến cho câu lạc bộ thành ra tôi nghĩ là vẫn phải có thêm một số trường hợp nữa chứ còn giữ lại ba người thì chắc là cũng không phải như vậy đâu thực ra thì cũng khó cho một huấn luyện viên mới nếu như mà bộ khung còn lại chỉ có ba à. người và, thực ra ba người đó thì nếu mà nói là cái tính liên kết để tạo ra một cái hệ thống nào đó nó cũng chưa một thực sự là đầy đủ tức là họ chưa ừ. ở cái tầm của một thủ lĩnh đúng nào rồi. đó đấy chưa chưa đi... thể tạo một khung cho đội bóng được đấy thì bây giờ này, bây giờ mà có đưa về một cái bộ khung mới thì cũng phải dựa vào những anh em cũ nào đó vâng. đấy, thế còn nếu mà có một thủ lĩnh mới thì cũng tốt để mà xây dựng một cái một cái triều đại mới nhưng như thế nào à, thì chúng ta cũng hiểu được rằng là MU sẽ phải có một cái cuộc đại phẫu sau cái người là cái năm thất bát này à, những cái thông tin từ Greenwood và cả gia đơn Sancho nữa MU muốn bán đứt họ để thu về một những khoản tiền không nhỏ đâu. Nghe nói cũng là loanh quanh cỡ khoảng 100 triệu ấy thì nó sẽ là bù đắp cho những cái chi phí mà họ sẽ phải bỏ ra để tạo dựng một cái đội hình mới. Đúng là những cái trường hợp như là Greenwood nó cũng không may cho MU à. và còn nhưng còn trường hợp của gia đình Sancho thì tôi nghĩ rằng là chắc lỗi của retain hack là rất lớn. À, Sancho là cầu thủ anh đi về với rất nhiều kỳ vọng nhưng mà tôi nghĩ rằng là Sancho chỉ hợp đá bên phải thôi. Ten Hag là dùng anh ở bên trái thành ra là anh không phát huy được rồi sau đó thầy trò có những cái vùng vàng với nhau một cầu thủ cũng cũng chưa phải là bật hẳn lên được mà bị xếp đá trái sở trường thì có những cái ức chế nói chung tôi nghĩ rằng là Sancho thì với tôi cũng không phải là ở một cái tầm nào đấy quá cao đâu anh ấy đá tốt Dortmund nhưng mà không có nghĩa là trở lại với anh anh có thể chơi tốt được nhưng mà dù sao trong cái chuyện này thì Ten Hag cũng là có trách nhiệm bởi vì là mọi chuyện nó cứ loanh quanh luẩn quẩn rồi gần nhất là Mason Mount Ai cũng biết Mason Mao là người có sở trường đá cao Nhưng mà lại cứ cố ép đá thì vị trung tâm Mới đến lúc cứ vào sân là đánh mất mình Không phù hợp giờ để mất bóng Anh có bao giờ chơi kiểu đánh chặn đấy đâu Anh chỉ đá trong cái vai trò là hộ công trong sơ đồ 4 2 3, thôi Đấy tức là ông Ten Hag ông ấy Ông có những ý tưởng Nhưng mà nó không tới Và nó cứ cứ dở dở giang giang Và nó ông ấy cứ nghĩ thế Và ông cứ ép mọi người theo cái cách như vậy Thì nó gây ức chế cho nhiều người Vâng thôi thì cũng chỉ còn một hai trận nữa là kết thúc mùa giải rồi và cũng rất có thể sẽ chấm dứt luôn cái kỳ nguyên của Erling một cái kỳ nguyên buồn của MU à, với trận đấu cuối tuần này, à, anh nghĩ là MU sẽ thua Arsenal ở cỡ nào? Tôi cho rằng là có thể thua hai bàn cách biệt. Thực ra hai bàn cách biệt có thể là tốt đấy, bởi vì tôi nhận thấy Arsenal cái khí thế của họ hay lắm họ đã có cú vấp cho Aston Villa nhưng mà sau đó lập tức trở lại và họ đặt quyết tâm nung nấu để mà có thể tức là chưa biết thế nào họ không tự quyết định được nhưng mà đến vòng đấu cuối cùng là vẫn rất là sôi nổi hai trận đấu cùng giờ của họ và Man xanh đều vẫn đáng xem họ mời toàn bộ những cầu thủ trong đội hình mà ở cái mùa bất bại hai lẻ ba hai đến có mặt xem cái trận đấu vòng cuối tức là có thể chưa biết vô lý không nhưng mà nó vẫn là một cái trận như một trận chung kết ấy. đấy thì thì tôi nghĩ là với cảm hứng như vậy thì thì rất có thể họ sẽ đè bẹp MU theo đúng nghĩa từ này đấy. Tôi nghĩ rằng uh, các thủ Arsenal sẽ chơi tốt và. và vẫn sẽ thắng và trong một cái thói quen thắng của họ ở uh, nhiều trận đấu đã qua nhất là những trận đấu trong năm 2024 thì sân khách họ thắng thì còn đậm hơn. Và. Uh, tất nhiên MU là một cái tên uh, và Arsenal sẽ cần phải có một cái sự cẩn trọng nhất định, cần có một, có một cái thái độ tôn trọng uh, đối thủ uh, đúng mức để mà có kết quả tốt. Nhưng uh, cái khí thế của họ, cái phong độ của họ cộng với những gì MU đang có thì và. Arsenal À, tôi nghĩ rằng là nắm cái phần thắng à, tương đối nhiều trong tay và cách biệt hai bàn là điều họ hoàn toàn có thể tạo ra và nếu như thắng MU rồi thắng tiếp Everton ở lượt đấu cuối thì cho dù không giành chức vô địch vì Man City quá quá hay và... thì Arsenal vẫn có cái mùa giải hay thứ nhì trong lịch sử Premier League của họ vì cái mùa giải mà họ vô địch năm 2003 ấy thì họ có 90 điểm với hay gọi là 26 trận thắng và 12 trận hòa. Còn mùa này thì họ có thêm những trận thua nữa và điều đó nó đã từng cản bước họ à, nhưng không sao cả với Mikel thì đây rõ ràng là một cái thành tích quá tốt rồi. Cứ đua bằng tất cả sức lực của đúng mình. Đúng rồi. Bởi và vì từ... đối thủ chính là Man Xanh mà Man Xanh cái mùa 18 19 ấy là đã từng thắng hơn 10 trận cuối mùa giải cùng về đích hơn Liverpool đúng một điểm rồi Liverpool cũng rất xuất sắc nhưng mà đã từng bị cái ông này ông vượt qua theo cách như vậy. Thì với Arsenal là hãy cứ cứ cống hiến đi và và tôi cho rằng là Man Sang gặp Fulham, gặp Tottenham cũng cũng không phải đơn giản mà giành chọn 3 điểm đâu. Thành ra cứ chiến đấu cống hiến và hy vọng thôi. Vâng, với các cổ động viên của Arsenal thì vẫn tiếp tục hy vọng nhưng mọi chuyện sẽ không nằm trong quyền tự quyết của họ. Vấn đề là trận đấu tới đây trên sân Old Trafford thì Arsenal sẽ cần phải có thêm một chiến thắng nữa và khả năng đó là tương đối cao khi MU cũng đang có những cái khó khăn của vấn đề nội bộ của mình trong khi đó thì Arsenal đang phong độ cao. À, thưa quý vị đó là những gì mà chúng tôi đã có trong chương trình quán thể thao tuần này xin chào và hẹn gặp lại